Mọi người nha, hôm nay mình hướng dẫn cho mọi người cách vẽ tuần lộc này. Dù nó không hợp thời lắm nhưng mà mọi người biết cách vẽ thì lần sau Noel thì mọi người lại vẽ nha. Nền thì mình sẽ chọn một nền màu trắng này. Rồi như cái hình mẫu mọi người vừa xem ấy thì mọi người sẽ định hình được con này nó sẽ chia làm 3 khúc này. Khúc thân này, khúc đầu trên và khúc đầu dưới. Thì mình sẽ vẽ khúc thân trước. Khúc thân này thì mình có thể là tẩy đi vẽ lại được. Theo cái dáng mà mình muốn, ví dụ mình thấy thân nó dài quá thì mình sẽ dùng cái màu nền trắng mình sẽ sơn lên cái lớp màu mình vẽ thì nó sẽ ra được cái phần thân ngắn hơn, nhìn nó sẽ bụ bẫm hơn. Mình vẽ thân xong là mình sẽ vẽ phần thân trên nhá, đầu trên ấy, bằng cách là mọi người sẽ chấm này, mọi người sẽ định hình lại đầu trên của nó có hai phần thì mọi người sẽ chia ra này, rồi chia ra xong bắt đầu mọi người sẽ nối theo những cái hình mọi người vừa vừa chấm đó. Phần đầu trên và phần đầu dưới thì nó sẽ có khoảng cách như hình trái lê ấy. Đấy, mọi người cứ cứ hình dung nó là như là một hình trái lê nha. Mọi người hình dung xong này, bắt đầu rồi mọi người sẽ dặm lên. Đây là sơn gel nha mọi người. Mọi người không hơ thì nó sẽ không khô được. Và trong cái lúc mà mình định hình bằng cái màu xanh ấy thì mình tô cái màu màu xám, màu hồng xám, hồng hồng đất lên một chút ấy thì nó sẽ bị phai màu ra nhá, nhưng không vấn đề gì cả. Tí nữa mọi người tô màu lên hoặc mọi người sẽ vẽ nét, mọi người phối viền ấy thì nó sẽ không nhìn thấy gì nha. Phần thân dưới nó sẽ là màu nhạt này, màu hồng, màu đầu phần đầu dưới nó sẽ là màu hồng nhạt và màu trên thì nó sẽ đậm hơn một chút này. Như thế thì nhìn nó sẽ đa sắc màu á. Rồi này, tiếp theo mọi người tô này, mọi người tô tùy ý nha. Tùy theo sở thích của mọi người thì mọi người sẽ tô này. Tô hết phần đầu trên, phần đầu dưới mình tô cảm giác là mình sẽ được một cái thân hình hoàn hảo rồi thì lúc đấy mình sẽ chuyển sang mình vẽ tai. Tai của nó thì nó sẽ là đối xứng ở hai bên của cái đầu phần trên ấy. Mọi người sẽ vẽ đối xứng nha. Rồi này, mọi người sẽ cho vào hơ giúp mình nha. Hơ xong thì mọi người sẽ tô lại thêm một lần nữa theo đúng như là những gì mọi người muốn. Vì là mình cảm thấy cái này chưa được, mình sẽ tô thêm một chút nha. Mình tô thêm. Mọi người vẫn tiếp tục tô nha. Mọi người sẽ làm thế nào để cho nó cảm giác là cái tai của nó nhìn nó thuận mắt nhất thì mọi người cho vào hơ. Sau đấy thì mình sẽ vẽ thêm cái miệng của nó này, cái phần mũi của nó sẽ là màu đỏ này. Mọi người sẽ vẽ thêm cái hình như hình học toán ngày trước hơi dốt, không biết hình này hình gì, nó là hình tròn nhưng tròn dẹt, hình như là hình không biết, không nhớ nó là hình gì nhưng đại thể là nó là hình dẹt. Mọi người có thể vẽ dấu cộng này, cái dấu cộng khoảng cách ở phía ngang dài và phía rộng thì hẹp một chút. Sau đấy thì mọi người sẽ vẽ tai của nó này. Là vì nó là tuần lộc nên cái sừng của nó rất là dài. Mọi người có thể vẽ tô tùy ý muốn, tùy theo sở thích, vì những con này mình không cần phải giống hình 100% ấy. Mình có thể vẽ được theo ý muốn của mình. Tô hai cái tai này. Nhìn này nó hơi giống hình cái lá. Đó, bên này cũng thế nha. Mọi người tô y hệt này. Đó. Bên trái rồi bên phải. Cảm thấy ưng ấy. Cảm thấy ưng nhất thì lúc đấy mọi người hãy cho vào hơ nha, vì chưa ưng thì đừng cho vào hơ, bởi vì nó rất là ủa hơ xong rồi nó mất, rất là mất thời gian ấy, không chỉnh lại được. Mọi người đi ôm viền này. Ôm viền phần trên và ôm viền phần dưới. Mọi người ôm thật từ từ thôi nha. Nhìn cái nét vẽ của mình ấy thì thực ra là mình vẽ nó được một phần thôi, còn đâu là do gel vẽ và do bút vẽ. Thì hai cái nhân tố này nó ảnh hưởng rất nhiều đến cái hình vật của mọi người. Mọi người vẽ mà mọi người cảm giác là vẽ cái nét gel ấy nó không được đặc thì nó sẽ không được lên đâu. Mà nó lên rồi ấy mà nhìn nó vẫn nhạt nhòa thì mọi người vẫn tô lại thì nó sẽ rất là nhìn nó sẽ bị mất cái form dáng lúc đầu. Mọi người thật từ từ này. Mọi người tô cho mình. Đấy.
Tiếp theo này, mọi người sẽ vẽ này. Vẽ thật nhanh thôi, vẽ thật nhanh những cái mà họa tiết rườm rà xung quanh đến đấy, vì mình thấy màu xanh nó hơi bị chuỗng ấy, nên mình sẽ cho thêm một số những cái gân gạch thì mình sẽ cho vào mình hơ nha. Hơ xong này. Hơ xong đợi một chút. Lúc đấy mình sẽ đi mình vẽ những cái họa tiết xung quanh của nó, ví dụ như vẽ mũi này. Kẻ thêm một chút nha. Mình vẽ mũi xong, xong rồi mình sẽ vẽ mắt của nó. Con này chỉ cần vẽ mắt xong là xong thôi mà. Mọi người chỉ dùng cái cây cọ nét này nhá, mọi người vẽ thật chậm rãi vì nó rất là đặc nên mọi người có thể chấm một phát là ra luôn rồi. Mọi người vẽ thêm một số họa tiết loanh quanh một chút này, rồi vậy là xong này. Mình thấy cái phần thân dưới của nó rất là dài ấy, nên mình tí nữa mình sẽ lấy cái màu trắng mình sẽ tô bớt đi một chút thì nó sẽ cảm giác nhìn con này nó sẽ thắm hơn đấy.